Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với giờ học ngày hôm nay. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu nội dung của chủ đề thu chi trong gia đình. Vậy trước khi vào tìm hiểu nội dung tiếp theo của chủ đề, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Câu 1. Các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi như sau: thu nhập trong gia đình là gì? Thu nhập trong gia đình hay của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo lên. Câu 2. Chi tiêu trong gia đình là gì? Chi tiêu trong gia đình là chi phí để thỏa mãn nhu cầu vật chất, văn hóa, tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ. Chúng ta cùng tìm hiểu vào tiết 64, chủ đề thu chi trong gia đình. Cụ thể, nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó chính là thực hành, tìm hiểu bài tập tình huống về thu và chi trong gia đình. Nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng 2 tiết. Tiết 1, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu vào phần 1 lớn, xác định thu nhập của gia đình. Như chúng ta đã biết, thu chi trong gia đình gồm có các nội dung chúng ta đã tìm hiểu ở những bài học trước như thu nhập của gia đình, chi tiêu trong gia đình. Trong thu nhập của gia đình, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm về thu nhập của gia đình, các nguồn thu nhập của gia đình. Ở đây, các nguồn thu nhập của gia đình chúng ta thấy là thu nhập bằng tiền, thu nhập bằng hiện vật. Trong thu nhập bằng tiền thì chúng ta thấy là có tiền lương, tiền công. Thu nhập bằng hiện vật thì có thóc, có ngô. Về chi tiêu trong gia đình, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm về chi tiêu trong gia đình. Các khoản chi tiêu trong gia đình. Và các khoản chi tiêu trong gia đình chúng ta có thể kể đến đó là chi cho nhu cầu vật chất, chi cho nhu cầu văn hóa, tinh thần. Và chi cho nhu cầu vật chất thì chúng ta chi cho việc may mặc, ăn uống. Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần thì chúng ta chi cho học tập, giải trí. Và để hiểu rõ hơn về các khoản thu và chi trong gia đình thì thông qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những bài tập tình huống cụ thể về các khoản thu nhập của gia đình. Một lớn, chúng ta sẽ xác định thu nhập của gia đình. Các em sẽ xem nội dung tình huống bài tập cụ thể như sau. Gia đình em có 6 người sống ở thành phố. Ông nội em công tác tại một cơ quan nhà nước với mức lương tháng là 900.000 đồng trên tháng. Bà nội em đã nghỉ hưu với mức lương là 350.000 đồng trên tháng. Bố em là một công nhân ở một nhà máy với mức lương là 1 triệu đồng trên tháng. Mẹ em là giáo viên với mức lương là 800.000 đồng trên tháng. Chị gái là học sinh học ở trường trung học phổ thông. Em là học sinh lớp 6. Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng. Với bài tập tình huống đưa ra ở trên, các em dễ dàng có thể tính được tổng thu nhập của gia đình trong một tháng. Chúng ta đã tìm hiểu ở những tiết học trước rồi. Vậy tổng thu nhập của gia đình có 6 người như sau.
Lương ông nội là 900.000 đồng trên tháng, lương của bà nội là 350.000 đồng trên tháng, lương của bố là 1 triệu đồng trên tháng và lương của mẹ là 800.000 đồng trên tháng. Vậy là tổng thu nhập của gia đình là 3.050.000 đồng trên tháng. Chúng ta cùng tìm hiểu vào tình huống bài tập tiếp theo. Gia đình em có 4 người sống ở nông thôn, lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn. Số còn lại đem ra chợ bán với giá là 2.000 đồng trên 1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1 triệu đồng. Em hãy tính tổng thu bằng tiền của gia đình em trong một năm. Với bài tập tình huống như vậy, chúng ta có thể tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình trong một năm như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm số thóc đem đi bán. Đó chính là tổng thu là 5 tấn trên một năm và trừ số để lại để ăn. Đó là 1,5 tấn. Vậy số thóc đem đi bán đó chính là 3,5 tấn. Và số tiền bán thóc là chúng ta sẽ lấy 3,5 tấn nhân với 2.000 đồng trên 1 kg. Và với 3,5 tấn này chúng ta sẽ bán được với số tiền là 7 triệu đồng. Và tổng thu nhập của gia đình là chúng ta sẽ cộng với cả tiền bán rau quả các sản phẩm khác là 1 triệu đồng, cộng với số tiền bán thóc là 7 triệu đồng. Vậy tổng thu nhập của gia đình đó chính là 8 triệu đồng. Chúng ta cùng tìm hiểu vào bài tập tình huống C. Gia đình ở miền Trung du Bắc Bộ. Nội dung bài tập tình huống như sau. Gia đình em có 6 người sống ở miền Trung du Bắc Bộ. Lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp, chè, thuốc lá, trồng rừng, làm nương. Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau. Tiền bán chè là 10 triệu đồng. Tiền bán lá cây thuốc lá là 1 triệu đồng. Tiền bán củi là 200.000 đồng. Tiền bán các sản phẩm khác là 1 triệu 800.000 đồng. Yêu cầu em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm. Với dữ kiện đề bài đã đưa ra, chúng ta có thể dễ dàng tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình trong một năm như sau. Tiền bán chè được 10 triệu đồng, cộng tiền bán thuốc lá 1 triệu đồng, cộng tiền bán củi 200.000 đồng, cộng tiền bán sản phẩm khác là 1 triệu 800.000 đồng. Vậy tổng thu nhập sẽ bằng 13 triệu đồng. Các em sẽ làm bài tập áp dụng cho cô như sau. Đó là em hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng. Và để tính tổng thu nhập của gia đình mình trong một tháng thì mỗi gia đình sẽ có một nguồn thu nhập khác nhau của các thành viên khác nhau. Có gia đình là công nhân viên chức, có gia đình là làm nông nghiệp, có gia đình làm công nhân. Vậy là chúng ta sẽ dựa vào cái thu nhập của mỗi cá nhân trong gia đình và chúng ta sẽ xác định được tổng thu nhập của gia đình trong một tháng.
Bài tập này các em sẽ làm áp dụng ra vở. Để tính tổng được các khoản thu nhập của gia đình trong một tháng thì các em có thể quan sát lại. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về các nguồn thu nhập của gia đình. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy đó là thu nhập bằng tiền. Ở đây có tiền lãi bán hàng, tiền lương, tiền thưởng, tiền bán sản phẩm, tiền nằm ngoài giờ, tiền lãi tiết kiệm. Ngoài ra còn có tiền phúc nợ, tiền trợ cấp xã hội và tiền hưu trí. Đó là những khoản thu nhập bằng tiền của gia đình trong một tháng. Vậy là căn cứ vào tình hình thực tế của gia đình mình, các em sẽ xác định xem thu nhập bằng tiền ở gia đình mình thuộc loại khoản tiền nào trong các khoản tiền thu nhập bằng tiền của gia đình. Tiếp theo đó chính là các khoản thu nhập bằng hiện vật. Thì ở đây đại đa số các thành viên trong lớp mình, cô thấy là các bạn có bảo rằng đó là nhà chúng ta sẽ thu nhập bằng hiện vật là chủ yếu vì bố mẹ chúng ta làm nông nghiệp. Ở đây có nhà bạn thì là đào ao thả cá này, và có nhà bạn thì là gì đấy, nuôi gà này, có nhà bạn thì trồng rau củ quả này, và có nhà bạn thì gì đây, mở xưởng may này. Vậy thu nhập bằng hiện vật của gia đình mình thì gồm có các loại như sau, đó là rau củ quả này, tôm cá này, các loại động vật, gà, vịt, ngan ngỗng này, hoặc là các sản phẩm của nghề may như là quần áo. Rồi, ngoài ra chúng ta có thể kể thêm đó là các cái sản phẩm thủ công, ví dụ là sản phẩm mây che đan này, sản phẩm thủ công mỹ nghệ này. Đó là những cái khoản thu nhập bằng hiện vật. Vậy là dựa vào gợi ý cô giáo vừa đưa ra, các bạn sẽ xác định cho cô về tổng các khoản thu nhập của gia đình mình trong một tháng dựa vào tình hình thực tiễn ở gia đình mình. Chúng ta sẽ xác định. Các em có thể quan sát hình ảnh minh họa cho hàng thủ công mỹ nghệ. Nếu gia đình nào mà nhà chúng ta có làm các cái hàng thủ công này thì hàng tháng chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập từ các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, ví dụ là sản phẩm mây che đan hay là đan giỏ hoa. Vậy là dựa vào những gợi ý cô giáo vừa đưa ra, cô nghĩ rằng là các bạn rất dễ dàng có thể tính toán được cái tổng thu nhập của gia đình mình trong một tháng dựa vào các khoản thu nhập của các thành viên trong gia đình. Các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi như sau. Thu nhập trong gia đình là gì? Kể tên các nguồn thu nhập chính của gia đình. Dựa vào kiến thức của bài học hôm trước và nội dung của bài học ngày hôm nay thì chúng ta có thể trả lời câu hỏi này như sau. Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo nên. Các nguồn thu nhập chính đó chính là thu nhập bằng tiền và thu nhập bằng hiện vật. Vậy là cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung tiếp theo của chủ đề thu chi trong gia đình. Sau khi học xong nội dung bài học ngày hôm nay, các em cần thực hiện cho cô những yêu cầu như sau. Thứ nhất, xác định thu nhập của gia đình em trong một tháng. Các em sẽ làm bài tập này ra vở. Để xác định được thu nhập của gia đình mình trong một tháng, các em sẽ căn cứ vào các thành viên có trong gia đình và các khoản thu nhập của các thành viên có trong gia đình mình. Để xác định được, các em sẽ dựa vào hướng dẫn cụ thể chi tiết cô vừa hướng dẫn trong bài học ngày hôm nay. Và sau khi xác định được tổng thu nhập của gia đình mình trong một tháng rồi, các em sẽ đọc tiếp nội dung tiếp theo của bài thực hành, bài tập tình huống về thu chi trong gia đình. Đó là phần 2 lớn, xác định mức chi tiêu của gia đình. Phần 3 lớn,
cân đối thu chi. Sau khi đọc xong, các em sẽ cho cô giáo biết chi tiêu cho nhu cầu vật chất, tinh thần của gia đình em hàng tháng là bao nhiêu. Từ việc chi tiêu cho nhu cầu vật chất, tinh thần của gia đình trong một tháng thì chúng ta sẽ đề ra được các cái biện pháp có thể để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Và cụ thể, hai nội dung tiếp theo, cô giáo sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn ở nội dung bài học ngày hôm sau. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.